là một trong những danh hiệu danh giá của Custodian. Sau khi đạt nhiều thành tích vĩ đại, họ được khắc tên trong Storm Eternal, nằm trong phòng ngai vàng của riêng hoàng đế. Về cấp bậc, họ chỉ xếp dưới siêu captain và là phó chỉ huy của các siêu company. Khi ra trận, nhiệm vụ của họ là tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù chủ chốt của đối phương bằng hình thức thách đấu. Từ bên trong Custodes và Sister of Silence, họ thường tập hợp các nhóm đồng hành và dẫn dắt những người anh em của mình vào trận chiến. Chào mừng các bạn đến với review nhanh character tabletop số thứ 4, Blade Champion. Trên bàn tabletop, Blade Champion với bay 40mm, có khả năng di chuyển 16 inch, WS2+, BS2+, Strength 5, Touch 5, Wound 7, Attack 6 và Save ở mức 3, tăng khả năng sống sót khi bị bắn và đánh tay đôi với đối thủ. Trên tay Blade Champion sở hữu thanh kiếm Vault với 3 phong cách chém khác nhau. Behind More, lưỡi kiếm xuyên qua các lớp da cứng nhất và những tấm khiên thép triệt tiêu đối thủ, với Strength User cộng 2, AB 4, Dam 2. Khi thực hiện tấn công, chống lại các đơn vị Monster và Vehicle, Reroll Die cộng 4 sẽ được Auto Wound. Hurricanist, như tên gọi, Blade Champion lướt qua hàng ngũ kẻ thù như một cơn gió. Với Strength User 5, AB 1, Dam 1, với hiệu ứng vũ khí mỗi khi thực hiện tấn công, sẽ được 2 Hit Roll thay vì 1. Phong cách Victus, đây là nhát chém chí mạng triệt tiêu đối thủ, với Strength User cộng 1, AB 1, Dam 3. Khi thực hiện tấn công bằng Victus trên các character unit, bạn sẽ nhận một reroll tại Wound Roll. Blade Champion có hai kỹ năng cơ bản, Aegis of Emperor và Magical Kata. Đến với kỹ năng đặc biệt, Consuming Swordsman. Mỗi lần tấn công cận chiến, hit roll của đối thủ có đai giá trị từ 1 tới 3 đều không thành công và được cộng 1 save mỗi khi bị tấn công cận chiến. Martial Imperation, mỗi đơn vị siêu hot đồng minh quyết định trạc trong tầm ảnh hưởng của Blade Champion sẽ được cộng 1 vào trạc roll. Legacy of Combat, khi bắt đầu fight phase, nếu Blade Champion ở trong tầm ảnh hưởng của unit kẻ địch, Blade Champion sẽ được tấn công trước. Nếu trong phạm vi 5 inch dọc và 6 inch ngang của kẻ thù, Blade Champion có thể thực hiện Hero Intervention. Riêng trong phạm vi các character unit, Blade Champion có thể lao đến 6 inch. Nhìn chung, Blade Champion khá khỏe khi áp sát cận chiến kẻ địch, nhưng điểm yếu là không có vũ khí tầm xa và khả năng di chuyển chỉ ở mức 6 inch, đòi hỏi bạn phải thật khéo léo di chuyển trước các đối thủ tầm xa có hỏa lực mạnh. Nhưng một khi đã áp sát được đối thủ thì Blade Champion sẽ nắm chắc phần thắng. Và đó là tất cả thông tin về Blade Champion mà mình muốn mang đến cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Peace!